Chào nha, em có một con đồng hồ gỗ Mỹ nha, với một cái bộ dây là siêu phẩm luôn, vó ngựa nè, đó, Elgin USA, size của nó là 36 nha, dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ, như tay 14 đến 17, 18 là ok. Sợi dây nè, cực chất luôn, ở trên mặt có thêm hai thanh ngang, giống như nó để bảo vệ cái kính đó. Thì con này chạy cơ chế là 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha. Dạ quang full mặt luôn. Dạ quang full mặt luôn nha. Đằng sau là đáy xoáy. Con này độ chống nước của nó là 200 mét nha. Nên nó là nấm cổ chai. Nấm cổ chai. Dây tay 19 luôn. Hai khóa nguyên rin. Độ mới cao và rất là hiếm. Đó, cái dây này cực kỳ hiếm gặp luôn cả nhà. Sợi dây. Còn đây dạ quang này nha. Đó. Rồi, em xin mời cả nhà nha.